Sáng ngày 12 tháng 12, tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo tập đoàn Vinasun đã tổ chức lễ khai trương hãng taxi Vinasun Green Taxi và chính thức công bố thành lập công ty Ánh Dương Xanh, đơn vị chủ quản của Vinasun Green Taxi Đà Nẵng. Theo đó, Vinasun Green Taxi hòa nhập vào mạng lưới taxi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với gần 200 chiếc Toyota mới nhập khẩu 100%, giá mở cửa khá cạnh tranh, 10.000 đồng cho xe 7 chỗ và 9.000 đồng cho xe 4 chỗ. Số điện thoại của hãng là 368-6868. Sau buổi lễ, Vinasun Green Taxi đã tổ chức đoàn xe diễu hành trên các tuyến đường chính của Đà Nẵng với nội dung đồng hành cùng thành phố biển. Thành lập từ năm 2003, hiện nay Vinasun Taxi chiếm thị phần tới 40% tại thành phố Hồ Chí Minh, 60% thị phần tại Bình Dương, Đồng Nai và nhiều địa phương khác, kèm nhiều danh hiệu do người tiêu dùng bình chọn như sản phẩm dịch vụ tốt nhất năm 2010, thương hiệu Việt yêu thích nhất 2010. Sự ra đời của Vinasun Green Taxi tại Đà Nẵng với dòng xe Toyota sang trọng cùng đội ngũ lái xe tay nghề cao và phong cách phục vụ chuyên nghiệp đã tạo thêm một sự lựa chọn cho khách hàng tại thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực dịch vụ vận tải công cộng.